Chào mọi người. Đây là hai thằng con trai của Marvin, vô địch Việt Nam tháng 9 2018. Marvin Gervi Kennel. Con cụt đuôi là con mông cọc nhé. Chỉ có một món đồ chơi. À, gầm gừ nhau rồi đấy. Để quay con này để bán cái. Em được ngày đang tìm chủ. Ơi nào chị My này, My không bắt nạt em. Để cho em nó hít người tí. Không nghe thấy. Con trai của Marvin đang tìm chủ cho đực này. Con đực to hơn một chút đấy. Đây. Con đang cầm đồ chơi là bé hơn một chút. Mỗi con một cái đồ chơi, nhưng mà vẫn cứ thích cái con chó đồ chơi kia hơn. Thế không thích gà. Và con chó đồ chơi là mới, nó như trẻ con ấy. Gà nó chơi vài lần nó là thành đồ chơi cũ rồi. Hai đứa ra đằng này chơi. Một món mới và một món cũ. À, tranh nhau rồi. Thấy lúc nãy thấy tranh nhau là gầm gừ nhau đấy. Xù lông đấy, không phải chuyện đùa đâu. Hey. Hey. Nó thích kéo co chứ không hẳn là nó thích cái đồ chơi đâu. À đấy, cảm chủ yếu là thích cảm giác chiến thắng đấy. Chứ cho đồ chơi một mình thì có khi lại không thích. Thích là để giằng co xem con thằng nào là thằng thắng. Quay lại đây. Đúng rồi. Nào, con gà sẽ bị xé làm đôi. Giỏi lắm. Tí nữa là My ướt hết rồi. Thôi My lên ghế ngồi đi My.
À, con gà đã bị, giờ thì hết kêu rồi. Đầu gà và quài đã nằm lại. Hay. Xé mỗi con, hai con giằng nhau thế, xé mỗi con một cái, ấn lại cho nó đi, cho nó kêu đi. Đấy, không kêu nữa chán ngay. Chủ yếu là con này chủ yếu là nó khoái chơi để mà giành giật nhau chứ không phải là nó ấy đâu. Địt cắn rất dứt khoát. À, lừ lừ ra nhưng mà bụp một phát là lại rơi. Thôi rồi rồi, kệ cho nó đi. Quay thật kỹ con này để mà mọi người ai mà thích thì có thể nhìn nó qua video luôn. Xem thật kỹ con chó. Là con đậm người hơn nhá. Thế con còi người hơn này thì có chủ rồi. Hey, hai đứa ra đây nào. Cho chúng nó lôi nhau, cho chúng nó giằng giật nhau tí cũng được. Đây nha, gà đang thả nha. Muốn ai mà muốn nắn con chó nó không săn gà thì cứ từ bé thả ra cho chơi cùng. Nó mà săn thì quát nó vài lần thì nó sẽ biết là không được. Nào quay lại đây. Ơi, không lén phén nào. Quay lại đây. Rồi, không ra đằng đấy, khu vực đấy không phải là khu vực để chơi. Đây là hai thằng con trai của Marvin. Kia, 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 đằng trước cơ mà. Không, không tiến lên, ở đây thôi. Đây, nhìn màu mảng chân và màu mảng ngực ở chúng ta. Đây là đàn này, là cái đàn mà có cái màu mảng rất là tốt. Không cần phải ấy gần quá đâu. Thế mà ra màn hình to nhìn to là nhìn rõ lắm. Dịch dưng như không. Tận hưởng, đang tận hưởng.
Rồi, cho xuống, xuống đây.